Chào các bạn nhé. Nay chúng ta sẽ cùng xem về cái phân vi sinh vật có tên là TKS Pseudomonas. Trên màn hình đây là hình ảnh của chai phân, chai 1 lít, phân ở dạng nước nhé. Phân vi sinh vật Pseudomonas thường sử dụng để đối kháng nấm, nó đối kháng vi khuẩn và nấm gây bệnh ở rễ thân, phòng ngừa các bệnh như chết nhanh, chết chậm. Về thành phần của Pseudomonas gồm có là Pseudomonas Frogen 10 mũ 9 và Azotobacter SSP 10 mũ 8, Chichoderma 10 mũ 8 và Bacillus 10 mũ 8. Ngoài ra còn bổ sung thêm FeSO4 1%. Về công dụng của Pseudomonas thì Pseudomonas sẽ có khả năng ngăn ngừa, có khả năng ngăn chặn sự phát tán và sự lây lan của nấm bệnh và khống chế các bệnh do nấm như Phytophthora, Fusarium và Pamivora, gây ra các bệnh như chết nhanh, chết chậm và xì mủ, thối lở cổ rễ và chết yểu. Ngoài ra còn phòng ngừa hiệu quả đối với các bệnh như héo rũ và do nấm và héo tươi do khuẩn. Ở các loại cây trồng như lúa, cà chua, cây cảnh, cây ăn trái và cây công nghiệp. Và còn có thêm khả năng là thẩm thấu vào bên trong tế bào và phân bổ kháng sinh cho thân, cành, lá, rễ và giúp bảo vệ bộ rễ và thân, giúp tăng sức đề kháng cho cây trồng và giúp kích thích bộ rễ phát triển dài và sâu hơn, hấp thu được nhiều dinh dưỡng và tăng sức chịu đựng của với các điều kiện khắc nghiệt của thiên nhiên. Còn về liều lượng và cách dùng của Pseudomonas thì sử dụng phun qua lá, chai một phi pha được khoảng 400 lít nước và phun ướt đều hai mặt lá. Còn sử dụng để tưới gốc thì một chai cũng pha khoảng 400 lít nước và tưới cho khoảng 1.000 trụ tiêu hoặc 1.000 gốc cây trồng, và có thể kết hợp với phân bón lá TKS khác nữa. Xin hết ạ. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip nhé. Các bạn có thể đăng ký kênh và bấm nút chuông để được nhận các video mới nhất từ kênh Thuốc Thực Vật nhé. Thuốc Thực Vật là kênh chuyên cập nhật và chia sẻ công dụng của các loại thuốc bảo vệ thực vật có trên thị trường hiện nay để cho các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra để xem nhiều chi tiết hơn, các bạn có thể lên web dương hoàng.net để được xem nhiều chi tiết hơn nhé.